Hello, xin chào các chị và các bạn đã quay trở lại với channel của Minh Kiệt nha. Thì hôm nay trong phần video này thì mình sẽ chia sẻ một thủ thuật nhỏ thôi, khắc phục cái lỗi mà mình không tải được một cái ứng dụng nào đó trên SharePlay về. Thì các bạn thấy là nó cứ quay hoài luôn các bạn. Mình mới bị sáng giờ luôn, mặc dù là có wifi vẫn vậy và 3G vẫn vậy các bạn. Đó, thì các bạn thấy là mình đã chỉnh là bật cái chức năng là bất kỳ mạng nào luôn chứ không riêng gì 3G hoặc là wifi. Ở đây thì nó có quay hoài luôn, update cũng không được mà download về cũng không được luôn đó. Thì mình sẽ chia sẻ một thủ thuật nhỏ thôi, các bạn ví dụ các bạn biết rồi thôi mà các bạn chưa biết có thể vào xem, mình biết đến đâu mình sẽ chia sẻ đến đó. Các bạn thấy là cứ quay miết à đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm các bạn. Đầu tiên mình vô cái mục cài đặt á, và mình sẽ xóa hết cái dữ liệu của cái Google Play này. Ok, xóa bộ nhớ kết và xóa dữ liệu luôn, và mình gỡ cái bản cập nhật luôn, mình reset nó về cái trạng thái ban đầu các bạn. Rồi ok đó, bây giờ mình sẽ vào cái CH Play để xem phiên bản cũ nha. Rồi bây giờ mình sẽ demo, mình sẽ download về một cái ứng dụng nào đó thử coi nó có download được hay là không đó. Bây giờ mình sẽ vào cái mình gõ là Firefox đi, Firefox mình cài đặt thử làm sao. Ok, bây giờ là nó đã tiến hành download về cho mình rồi đó. Thì cứ nhiên thì cái thủ thuật này cũng rất là đơn giản thôi. Có những bạn giống như là cũng có hỏi mình là tại sao mà đau hoài mà không được, thì reset lại cái CH Play này và mình tiến hành mình download nó về là được đó các bạn. Và khi mà các bạn reset nó về cái trạng thái ban đầu á thì các bạn update nó lên lại nha, update lên lại phiên bản mới nhất đó. Ok rồi, để mình demo tiếp, mình demo tiếp mình cập nhật một cái ứng dụng nào đó đi. Hồi nãy mình download, bây giờ mình cập nhật thì các bạn thấy nó vẫn download về, nó cập nhật luôn cho mình. Ở đây mình sẽ tiến hành mình cập nhật thủ công nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình update cái phiên bản CH Play này lên phiên bản mới nhất. Thì các bạn thấy đó, mình login vào cái tài khoản của mình rồi nhưng mà cái hình của mình xấu sẽ mất tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái mục cài đặt của CH Play về này và mình tích vô cái mục là phiên bản đóng gói nè, 5.10.30 nè, mình tích vô đây. Ok, thì một phiên bản mới của cửa hàng Google Play sẽ được cài đặt. Ok, thì các bạn thấy nó đâu có tải xuống đâu, thì tự động nó chạy ngầm và trong vòng là khoảng chừng 1 đến 2 phút thôi. Tốc độ mạng của mình là khá cao, 4G là mình cũng xài khá cao thì cho nên là nó download rất là nhanh. Đó thì các bạn thấy bây giờ mình nó đã tự động nó update lên phiên bản mới nhất rồi. Thì giờ các bạn thấy thông tin mình nó đã có đầy đủ ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình download lại một cái ứng dụng nào đó trên cái phiên bản mới này, coi nó có được hay là không. Ok, nhiều lúc nó cũng bị lỗi các bạn, bởi vì mình nó sao sáng gì sao đau hoài. Bây giờ các bạn thấy có thể là tự động cập nhật ứng dụng này chỉ qua wifi hay là qua bất kỳ mạng nào tùy các bạn thôi. Ở đây mình sẽ chọn bất kỳ mạng nào luôn, cho mình xài cái này xài 4G xài tháng cho nên là mình cũng không có sợ nó hao. Rồi ok, nhưng bây giờ mình sẽ demo, mình sẽ download một cái ứng dụng khác về có được hay là không. Bây giờ mình sẽ vô mình gõ tiếp để có gì đây. Opera đi. Opera ok. Đó thì các bạn thấy nó download về đó. Tốc độ mạng của mình là khá cao đó. Mình xài 4G rồi các bạn. Ok. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn và các anh, các chị đã quan tâm và theo dõi nội dung video nhé. Minh Kiệt xin rất là cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.